Vào ngày hôm qua 22 tháng 2, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Alexander Turchynov đã ban bố cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất, đồng thời thì cho biết là chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov của miền đông Ukraine sau khi xảy ra vụ đánh bom làm cho 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào thời điểm khi 400 nhà hoạt động và các thành viên của phong trào quần chúng cầm theo cờ của Ukraine tập hợp gần quảng trường Kharkov Sports Palace nhằm đánh dấu một năm kể từ khi các cuộc biểu tình Maidan ở Kiev dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Trong khi họ đang tuần hành gần ga tàu điện ngầm Mashayukov thì bất ngờ một quả bom nổ tung. Các nhà chức trách đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời phát động một chiến dịch chống khủng bố trên toàn đất nước. Nhân sự kiện tấn công khủng bố diễn ra tại Kharkov, toàn thành phố đưa vào tình trạng mức cao nhất của mối đe dọa khủng bố và bắt đầu áp dụng các hoạt động chống khủng bố. Theo thông tin ban đầu từ Viện Kiểm sát tỉnh Kharkov, những kẻ tấn công đã kích nổ một quả bom tự tạo đặt trong túi ni lông. Vụ nổ là một cảnh sát và một dân thường thiệt mạng. Chính quyền Kharkov tuyên bố ngày hôm nay 23 tháng 2 là ngày để tang các nạn nhân.